chào quý phụ huynh và các anh chị em thân mến. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì trường ngày mai sẽ tiếp tục giới thiệu về bộ môn nail để quý phụ huynh và các anh chị em nào đang quan tâm đến nghề nail thì có thể tìm hiểu kỹ hơn, cũng như có thể lựa chọn cho mình một trường học nail thật là tốt. Thì trong những video lần trước thì Hương đã giới thiệu về cơ sở vật chất cũng như lớp học nail của trường ngày rồi. Thì trong lần này mình sẽ giới thiệu tiếp tục về những ưu điểm cũng như là những quà tặng mà trường ngày sẽ dành cho các anh chị khi anh chị tham gia học nail tại trường. Và bây giờ thì để không có làm mất thời gian quý báu của anh chị và quý phụ huynh, xin đi vào chi tiết những phần ưu điểm cũng như là quà tặng nhé. Đối với bộ môn nail thì chúng ta có tổng cộng là 8 ưu điểm và Hương chắc chắn rằng 8 ưu điểm này sẽ không có một nơi nào có được. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn theo chị Hương xem 8 ưu điểm này là gì nhé. Đối với ưu điểm đầu tiên cũng rất là quan trọng đối với các anh chị nào làm Việt Kiều hoặc là các anh chị nào đang ở xa, đó chính là trường đang sẽ miễn phí hoàn toàn ký túc xá cao cấp khi các anh chị đăng ký khóa học trọn bộ nail tại trường. Còn ưu điểm số 2 đó là bên trường mình đang tặng cho các anh chị một thùng để đựng đồ nghề rất là cao cấp, thùng này rất là chắc chắn và xinh đẹp để các anh chị có thể đựng đồ nghề mình sắp đi học mỗi ngày. Và ưu điểm tiếp theo là ưu điểm số 3 là trường mình đang sẽ tặng cho các anh chị một bộ cọ gồm đầy đủ 5 loại cọ như là cọ bảng, cọ kim, cọ nổi, cọ râu, cọ viên và cọ phen. Ưu điểm thứ 4 tặng cho bạn 10 mẫu móng mì size đã được thiết kế hoàn chỉnh. Ưu điểm thứ 5 tặng cho bạn bát gel, top gel, sơn gel màu, bóng gel kim tuyến, keo đính đá và kim tuyến khô. Chúng ta được tặng rất là nhiều phải không ạ? À? Tặng như vậy để các anh chị và các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trình học cũng như đỡ bớt gánh nặng về chi phí để mua đồ nghề. Bởi vì có một số anh chị nào có điều kiện thì chúng ta không phải lo lắng về chi phí. Nhưng đối với các anh chị nào đang phải phụ thuộc vào gia đình cũng như ba mẹ thì chi phí để mua dụng cụ như trên cũng quả là một gánh nặng. Nhưng quý phụ huynh và các anh chị hãy yên tâm nhé. Bởi vì tất cả những dụng cụ như trên của trường mình đang đã tặng hoàn toàn 100% miễn phí rồi. Vì vậy chúng ta sẽ không còn gánh nặng nữa khi đi học nail tại trường mình đang. Và tiếp tục chúng ta sẽ được tặng một phần quà tặng nữa, đó là ưu điểm số 8 là các bạn sẽ được tặng ngay một đèn để hơ khô móng, đèn UV để hơ khô móng trong quá trình học. Ưu điểm thứ 7 như quý phụ huynh và các anh chị cũng nhìn thấy, đây là bộ đồng phục nail chuyên nghiệp và xinh đẹp mà bạn sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí. Với bộ trang phục này thì khi mặc vào các bạn sẽ ra dáng dấp của một người thợ chuyên nghiệp và đang làm việc tại một salon nail chuyên nghiệp để phục vụ cho những khách hàng cực cụ. Và mỗi ngày như vậy thì các bạn đều được tiếp xúc với khách hàng, vì vậy khi ra nghề thì các bạn rất là tự tin và không còn bỡ ngỡ nữa. Và tiếp theo là ưu điểm số 8 cũng là ưu điểm cuối cùng. Ưu điểm này rất là hấp dẫn, đó là trong suốt quá trình thực hành các anh chị và các bạn sẽ được tài trợ hoàn toàn miễn phí tất cả những phụ kiện trang trí này để có thể design những bộ móng thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết xem từng món phụ kiện này sẽ là gì nhé. Những mẫu này sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ cần được trân trọng và giữ gìn. Vì vậy đây là những khung mini để sau khi hoàn thành mẫu móng xong thì chúng ta sẽ dán vào để mẫu của chúng ta sẽ thêm phần chỉnh chu và hoàn hảo. Còn đây là rất là nhiều dạng đá với nhiều hình ảnh và kích thước. Đây là xà cừ hạt. Còn đây là tất cả những phụ kiện trang trí để giúp cho bộ móng của chúng ta sẽ thêm phong phú và đa dạng hơn. Ngoài ra chúng ta còn được tài trợ rất là nhiều phụ kiện trang trí khác như là kim tuyến khô, xà cừ, bi rách và keo khô. Đó là tất cả những ưu điểm mà Trường Dị Nghề Minh Đan sẽ mang đến cho tất cả các anh chị khi tham gia khóa học theo tại trường. Và Trường Dị Nghề Minh Đan luôn mong muốn rằng mỗi ngày đều sẽ cải tiến hơn và đều sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất từ chất lượng giảng dạy đến trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất để hỗ trợ cho các anh chị học tốt nhất. Và đến đây thì Hương xin chào và hẹn gặp lại trong lần sau.